Rất nhiều bạn đã hỏi tôi rằng tên gọi có quan trọng không và có quyết định phong thủy nhiều hay không. Thì tôi hỏi lại các bạn rằng thế nó có được nhắc đến nhiều hàng ngày không? Thứ gì mà được nhắc đến nhiều hàng ngày hoặc chúng ta tương tác nhiều hàng ngày thì nó quyết định ý nghĩa phong thủy rất lớn các bạn ạ. Và tên gọi là một trong những thứ như thế. Những người tên bắt đầu bằng chữ L khi phát âm thì thường phải uốn lưỡi, cho nên những người tên L mang ngũ hành âm hỏa và thường hợp với nữ hơn là với nam về mặt phong thủy. Những người tên L thì thường không hợp sinh vào mùa thu kim hoặc là mùa đông thủy. Nếu như bạn tên L mà bạn được sinh vào mùa xuân mộc hoặc là mùa hạ hỏa thì bạn sẽ có cuộc sống thuận lợi hơn và nhiều may mắn hơn hai mùa còn lại ạ. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy, còn tùy thuộc vào tên đệm của họ nữa. Nếu như tên đệm của bạn khi phát âm ra lại thuộc âm chìm, tên đệm mang dấu huyền thuộc hành mộc. Tôi lấy ví dụ như Hoài Linh hoặc Thùy Linh, những người này thì không hợp sinh vào mùa thu hoặc mùa đông vì hỏa sẽ khắc kim và thủy sẽ dập hỏa. Với thế mộc hỏa này thường thì cuộc đời họ sẽ phất lên rất nhanh nhưng cũng bị vùi dập rất đau đớn. Họ là những người mạnh mẽ và vượt qua nghịch cảnh. Giả sử như cái tên Thùy Linh, nếu như sinh vào mùa thu thì đây là hình tượng của hỏa luyện thu kim, tức là phải vượt qua một cái vực, chịu được sức nóng thì mới thành công được. Ví dụ như cái tên Hoài Linh thì đây là hình ảnh của quẻ hỏa thủy vị tế. Cổ nhân nói khi thành công nhất cũng là cái vực và dễ bị gãy đổ, phải làm lại từ đầu. Đối với những người có tên L, nếu như họ sinh vào mùa thu thì cần lắm tên đệm của họ phải mang ngũ hành thủy đứng trước để khắc chế một cách hữu tình, báo hiệu một sự thành công thịnh vượng tột bậc. Tên đệm mang ngũ hành thủy thường là âm phát ra từ môi, hoặc nếu giấu thì là giấu ngã, và thường bắt đầu bằng chữ B hoặc chữ M. Ví dụ như cái tên là Mỹ Linh, ca sĩ Mỹ Linh và hoa hậu Mỹ Linh đều sinh vào mùa thu. Trải qua 20 năm gắn bó thì Mỹ Linh và anh Quân là một trong những cặp đôi của showbiz Việt có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Các bạn còn thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn tên L may mắn. Tôi là Nguyễn Tiến, người chỉ đường.